nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện. Dạ thưa, cũng như cái phần tiếp theo là kênh Tùng Nguyễn miền Tây mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước, và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú một ngày mới thân tâm thật là an lạc và năng lượng đầy tích cực ạ. Và hôm nay là Tùng Nguyễn có mặt tại Tam Nông, Đồng Tháp và ghé qua nhà cô Hai, và con cũng thay mặt khán giả cảm ơn cô Hai rất là nhiều, có những lời nói đạo đúng vào cái thời mà pháp để cho bà con cô chú bác hiểu và nhận ra chân lý ạ. Và hôm nay con quay lại đây con nhờ cô Hai chia sẻ con cái clip nói về Thiên Rồng Châu Đảo phần 2 ạ. Dạ con mời cô Hai. Cô Hai chào Tùng Nguyễn. Dạ. Hôm nay có Tùng Nguyễn đến nhà cô Hai chia sẻ cái bộ phép Thiên Rồng Châu Đảo phần 2. Dạ. Cho bà con anh chị em cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước nghe. Dạ. Trước khi quay cái hình này đi. Hướng dương châu đảo thiên rồng tỏ ra sắc khí liên thông toàn cầu. Dạ. Năm nay chắc mưa nhiều, mưa sớm quá cô Hai. Thấy làm như cái màu ông muốn mưa. Cái màu muốn mưa thì đúng ông mưa hà, tại người đời nói vậy chứ năm nào cũng vậy, từ mùng tháng 3 là mới đúng mùa mưa. Dạ. Rồng thiên đảo ngọc châu di 2014 vận kỳ mở khai. Gì dễ vậy, đỡ mỏi ha. Hay đỡ mỏi. Giữ châu đảo ấn bài quả phép, trổ phản âm gắn ghép chữ thiên. Phép rồng giải được quan khiên, giúp cho thế giới hết phiền nạn tai. Ngồi tại gia bút rài xuất phép, cứu đảo hòn dọn dẹp tà gian. Phép rồng dẹp hết xâm lòn, Trung Quốc khó chiếm đảo vàng Hoàng Sa. Của Nam Việt của nhà Phật quốc, giống hồng bàng bát phất cờ thiên. Trung Quốc phải rút khỏi giềng, làm sao thắng được rồng thiên kỳ này. Rồng châu đảo đủ đầy quyền phép, phép ông bà dọn dẹp tà gian. Hồn thiên bộ đội binh đoàn, đảo xa trấn giữ cứu an dân tình. Vua Nam Quốc Chí Minh Hồ Bác, người chủ trì cỡ hạt ra khơi. Đảo Ngọc Châu Di của Thiên Rồng ấn triều công chúa, trổ núi sông. Dạ. Mọi cái mọi giống của Ấn Độ ha. Dạ, có cái nét khác nhau. Nét khác nhau hết. Dạ. Ai đâu thấy được phép trời, phép rồng bao phủ, giặc thờ phải tan, giặc phải tan mới toàn châu đảo. Kỳ ba này trời tạo thiên xây, ngũ long công chúa phép thầy. Bay cao lượng thấp đủ đầy khai cơ. Cái ngũ long công chúa này là hồi thầy giáo chủ nói. Dạ, không có nghe trong sấm giảng á. Trong sấm giảng Đức Quỳnh giáo chủ. Dạ. Bay cao lượng thấp đủ đầy khai ra, dân lệnh của mẹ cha Âu Lạc, cứu đảo hòn giữ hạt Minh Châu. Gốc triều Phật quốc Nam Lầu, lập đền Ấn quốc để thâu binh hùng. Hiện giờ bà ba, bà đang hầm chịu không nổi, bà ở dưới bệnh viện An Giang mà điều ở dưới, bà đi thâu ở dưới. Yeah. Làm điển của mẹ Âu về đó. Vậy là giờ cô ba đang ở bệnh viện hả cô? Đang ở bệnh viện. Ở đâu cô Hai? An Giang chứ. Dạ. Nó lâu lâu là cũng như làm cho có bệnh nặng đi tạ đi vô pháp trường thâu binh. Dạ, mà vô trong bệnh đó viện cũng là pháp trường đó. Cũng viết bình thường hả cô Hai? Thì cổ lúc nào cổ khỏe cổ cũng viết vậy đó. Dạ. Nó mệt thì thâu hành cái thân xác cổ, tại vì cái thân xác cổ là như cái hồ lô mà lớn vậy đó. Đi thâu hoài vậy đó. Dạ. Cũng như mẹ gom con đó, đem cái sắt của mẹ Âu mà đi gom con. Gom hồn á. Dạ. Gốc triều
Phật quốc Nam Lầu lập đền Ấn Quốc để thâu binh hùng. Đế quốc Mỹ nhượng tùng tiên Phật gọi hòa bình thống nhất Á Âu. Tên bay chấn động địa cầu, tổn thương dân sự, Mỹ hầu phải can. Nước Mỹ nó có thể nó can được đó, tại vì nó là đại cường quốc mà. Dạ. Nước Mỹ có đại bàng chúa đảo, lầu ông hoàng gỡ tháo bất công. Có cái sắc là lầu ông hoàng chúa đảo, là cái như là ở bên như là cái châu Âu đi. Nước Mỹ là chúa đó. Dạ, cũng như là đàn anh. Đàn anh. Trên hết. Chiến tranh thương tổn bất đồng, lầu ông Mỹ quốc phép rồng xuất ra, nơi trung ương phép hòa xuất cứu. Dẹp bảo tàng chiến hữu bắt tay, cho dân hết cảnh bi ai, bi ai thảm cảnh mà dừng ngay chiến trường. Này rồng thiên linh khí quá khai, dẫn kỳ non nước điển bài kỷ niên. Dạ. Ở cái dừng cho phép đi. Dừng tội ác bất lương cuồng vọng, làm người sao trống rỗng tâm nhân. Thua lòi mãnh hổ lâm sơn, lâm sơn mãnh hổ bỏ hờn lo tu. Còn người sao mờ lưu trí não, tâm bạo tàng vô đạo bất tri. Phật truyền phép Phật biểu kỳ, khắp trong lục địa châu di toàn cầu. Phật thương chúng phép màu đại độ, mong bá gia tỉnh ngộ làm lành. Xóa bỏ thù hận chiến tranh, lòng không đố kỵ, thiên hành tâm nhân. Khắp châu đảo nghe đờn thiên khải, rồng cung đình thời đại minh dương. Bút long thành lập pháp trường, sự thế cứu thế khắp đường lục châu. Khắp lục châu cờ nâu phất phới, sắc cờ già bình lợi gian sang. Nước nào cũng được Phật ban, cờ đảng cờ nước hồng bàn cờ hoa. Lá cờ Phật màu già sen trổ, sen Phật dương quốc độ kỷ trào. Chừng nào mà đất cái trái châu mình thống nhất là nước nào cũng có cái lá cờ già. Dạ, chung là lá cờ Phật đó. Là lá cờ của Phật dương đó. Thiên rồng châu đảo phép khai, ngũ long công chúa sơn đài phép thâu. Lại thêm hình nữa đi. Dạ. Có nhiều người hỏi câu hai đọc cái này mà thấy có mấy cái hình nhìn lạ quá. Không biết cái đâu mà có. Nó có ai vẽ. Dạ. Trên chuyển bút cho vẽ. Liên dây hòa hảo cùng nhau, làm ăn kinh tế đẹp giàu nước non. Nước nào cũng bản son lo lập, rèn nhân tài hòa nhập giao lưu. Kỳ ba Phật giải quang cừu, bằng tâm linh điển tầm siêu ảnh hình. Vẽ ảnh hình kết tinh châu đảo, khắp toàn cầu hòa hảo liên dây. Không đánh mà thắng kỳ này, kim thiên bút phép trời xây định phần. Định ngọc bích đem thân đền trả, phải chu toàn nghiệp cả trời giao. Mận đào lo giải nghiệp trào, nghiệp dương thầy tổ kiếm đao lo rèn. Rèn kiếm phép sách đèn đưa lối, bởi kiếm đao bây giờ là bằng cái kiếm phép nè, là cái trí của mình đó, là như cái gươm vậy đó. Cho người từ nẻo tối quay về tìm gốc bồ đề, gốc ông trạng quốc giải mê cho trần. Bởi hồi đó Đức Huỳnh cũng có nói sau này làm trạng đi cứu nạn bốn phương đó, là cứu bằng cái văn bài, trạng thì chỉ có văn bài. Dạ, yeah, ngồi bút. Ngồi bút. Gốc triều chính, quan thần thượng đẳng, hồi tiền trào còn đặng hậu lê. Lập đền, công chúa trở về, ngũ long tài phép mà năm dê năm kỳ. Bởi nói chứ cái sắc ngũ long công chúa này truyền ra cũng như nhiều đời lắm. Thay vì năm bà vợ của ông trạng thì ngũ tiên cũng có cái sắc ngũ long nữa.
rồi cái sắc ngũ lâm của năm bà chúa đảo nữa. Hiện giờ này cũng như ở trên chọn cái người nào mà tài trí đó, là biết yêu tổ quốc, yêu đồng bào đó, thì cũng có cái sắc ngũ lông nữa trên chuyển á. Dùng thất sơn, tài mi thiên lộ, giọng tử kỳ, tái ngộ phàm gian, thiên rồng châu đảo hội bàn, bàn đào tiên Phật, các hàng thánh nhân, ngài mở hội nơi trần dày đặc, lời văn thiên khoan nhạc bổng trầm, đạo đời cùng kết liên tâm, chung quy nhất thống người tầm Phật dương, Phật tân kỷ sáng đường Âu Á, Phật Nam trào phép lạ kỷ nay, thế kỷ 21 Phật khai, vua ông Hồ Bác Phật đài Quỳnh Long, kỷ 21 khai thông Quỳnh đạo, phục nguyện hành đúng đạo nhân linh, tam kỳ phổ độ chúng sinh, giáp ngọ diện thánh Tây Ninh một lần, hòa điển phép cứu dân trăm họ, giống bồ đề giác ngõ bá gia, Quỳnh Long lão tổ chương tò, kỳ ba tại thế lập nhà rồng tiên, có con gái nơi miền Ngọc Bích, nấu nghiệp trào bút tích Long Gia. Chữ ấn này là của bà ba nè. Vì con này của cô nè, của cô chữ nhỏ này nè, còn bà ba chữ lớn nè. Hai chị em hòa vô nè, chữ ấn, chữ ký của bà đó. Chữ ký hả? Ừ. Chữ ký nhìn thấy mạnh mẽ quá hả? Cái cô ba chữ viết là như tướng á. Ừ. Nhìn nó mạnh chữ mẽ giống đàn ông lắm. Vậy đó, như người nam. Dạ. Tại người tâm bất hảo hòa, cho nên chẳng rõ con nhà Quỳnh Long, kỷ 21 thần thuyền rồng chở khách, rước ngoại bang quyết mạch lưu hòa, non cao phụng gái gian xa, gái cho thế giới biết nhà rồng tiên, biết thiên định khai diền lập quốc, giống hồng bàng tỷ tất gốc thiên, cung đình cõi thế binh quyền, tài thiên ngồi bút định yên sơn hà, nhà Ngọc Bích Long Gia tiền sử, nhiều kỷ trào trấn giữ đảo châu, mẹ cha ban xuống phép màu, trần gian ngồi bút xuất thâu binh quyền, kỷ 21 quan khiên quá giải, cứu linh hồn truyền dạy luật thiên, trường tâm linh lập nơi miền, thu các hồn tử láng giềng về ngôi, đem về ngôi phục hồi năng lực, hòa chánh đàn tài đức đem ra, cứu cho thế giới kỳ ba, được còn tồn tại nạn mà binh âm. Bởi vì sau này cái quả địa còn là nhờ người tu, mà người tu á, tu làm sao cho đúng á, được cái đức phước ở trên ban đó, mới có cái quyền phép để cứu đời được. Thì người tu mình không có nói người sống người chết, nhiều khi cái hồn người ta tu người ta cũng hậu về nè. Nạn binh âm quả lâm cõi thế, dùng phép trời giải thể mới xong, 2014 phép rồng ngũ long công chúa thần thông xuất kỳ, cõi trần thế biến di đủ nạn, ngũ linh kỳ ấn phạn xuất ra, năm bà chúa đảo bình hòa, họ mai lãnh ấn của nhà Quỳnh Long, nhà Quỳnh Đế khai thông bộ phép, sắc ngũ long để dẹp gian tà, chất độc tiêu diệt cỏ hoa, hạt nhân nguyên tử các nhà đại bang, nay xuất hiện nam đàn chúa đảo, mẹ xuống trần sanh tạo ngũ long, năm bà chúa đảo trần hồng, thần thông xây chuyển phép rồng thiên tiên, xuất để cứu khắp diền châu đảo, sống phải luôn thuận thảo hiền lương, làm gương bá tánh soi đường, làm gương các nước biết nhường nhịn nhau, năm bà chúa giường đào tiên mẫu, phép liên hòa kết cấu đảo châu, năm châu rồng hội về trào, để cùng Ngọc Bích tài hào giữ châu. Nghe cái phép này cũng ngộ nè. Dạ.
Cái này cô viết cũng 2014 luôn 14 ha. 14 à. Cái dạ. Này hai cái quá tuyệt đẹp. Dẹp tan tâm địa độc sâu, không cho vũ khí gây sầu dân lương. Phật xuống thế, thiên đường rộng mở, đón chúng sanh, thầy tớ chung thiền. Thiền từ đại lượng vô biên, Phật tầm cửa chánh, bát tiên đáp bù. Nay bước sang mùa thu giáp ngọ, cá sắp vào cái rọ của ông. Bửng đăng gian cá vào trong, cá to cá lớn vào trồng từ đây. Vào bộ phép rồng mây thiên tạo, phép thiên rồng châu đảo ngũ long. Sông Giang quy tụ nòi rồng, thiên long tự sức khai thông cơ đồ. Dựng nghiệp cả Nam Mô Đại Đạo, giữ quá lành cấu tạo đời tân. Trời tạo vật để ban trần, thiên nhiên đáng quý dốc thân giữ gìn. Kỷ 21 tâm linh về hội, mong người trần sớm tối ráng kiên. Khi thiên bị phạt nhãn tiền, kỳ ba tiên tổ quy tiên hội trào. Khi thiên là khi trời phải bị phạt. Đầu tân kỷ ban giao nhất thống, nơi hội trường mở cổng cho vào. Bá gia bá tánh xôn xao, đón chào tiên tổ quy trào thế gian. Đền linh khứu đủ hàng trăm họ, quân tướng dương văn võ đồng về. Hiệp ngồi bút phép họ Lê, của nhà Ngọc Bích tiền đề Bửu Châu. Kỷ sang phép quá lầu ông cấm, diệt vô di sâu thẳm cơ cầu. Cửu long rồng nhã ngọc châu, an giang ngọc sức phép màu cơ quan. Khắp bá tánh chưa toàn diệt cả, diệt cung đình phép lạ trần gian. Kim thiên lục phép cây đàn, sắc thiên diễn biến các hàng quốc gia. Linh đơn của mẹ cha bút trổ, rót vào lòng cứu độ chúng dân. Phép rồng của bậc vĩ nhân, thiên long bạch sĩ hạ trần đề khai. Lập đời lo tương lai mai hậu, được trường tồn còn dấu người xưa. Thiên rồng châu đảo phép khai, long ngai phụng múa đền đài lộ ra. Trần gian có bướm có hoa, có nhà mình quỳnh đế, long gia nghiệp trào. Cũng như con bướm. Dạ. Yeah. Thiên rồng châu đảo lộ bút kỳ. Yeah. À, phép báo sơn đài của triều nghi. Đâu. Người xưa chuyển phép bút đưa, phép trào trần hạ lộc lừa tà gian. Lộc tà gian khai màn Phật quốc, trồng bồ đề hiệp nhất một ngày. Thiên la nặng chiến kéo dài, lộc lừa sàng sảy tâm nay người đời. Đủ tai nạn người thời thức tỉnh, đủ quả lâm chấn chỉnh thức thời. Ráng mà thức tỉnh người ơi, tỉnh cơn ảo mộng nhìn đời đổi thay. Hãy mở mắt đừng hoài say ngủ, xem cho tường hiện hữu quần lai. Tình đời lý đạo mở khai, thiên quay đảo lộn tới ngày xử phân. Cây gươm phép xử trần khắp nẻo, trần đâu hay kế khéo Khổng Minh. Người thiểu trí mãi chống kình, đâu hay lực pháp du minh trị đời. Có khổ lao mới thời định hướng, được cõi đời sung sướng quên ân.
Năm bà chúa đảo nơi trần cung đình phép chuyển về gần Đông Cung. Binh châu đảo quay hùng bạo động, nhờ sắc rồng công chúa Ngũ Long. Đủ đầy tài phép tinh thông, đem ra giải đáp mới xong kỳ này. Năm châu lục hiệp cây bút phép, mới được còn cảnh đẹp thiên nhiên. Phép thần, phép Phật, phép tiên, phép thiên, phép thánh, bút nghiêng thay đời. Nay cuộc thế đổi giờ biến chuyển, Phật thánh tiên linh hiển phép màu. Bồ đề Phật quốc Tân Kỳ, Ngũ Long công chúa, tài mi nữ đào. Sắc nét đẹp quá. Này tinh hoa cứu lấy màn trời 2014 giận thờ cái gì nước non. Tinh hoa cứu lấy đảo hòn Ngũ Long công chúa lầu son tổ thầy. Để hòa phép kim kiều giữ lấy hình lục châu nhìn thấy. Hiện tiền giữ còn đảo quốc bình yên, ấy là bổn phận người thiên cung đình. Ngồi bút phép liên minh Âu Á, liên Á Âu bút họa địa hình, kỳ ba bút phép hoa tinh, tinh hoa trái đất, hương linh, Phật đài, cung lão tổ sắc khai. Rồng chuyển, sắc quỳnh kỳ ứng biến tỏ ra, sắc thiên của Đức Ngọc Tòa, kim thiên của mẹ, chương tòa Hoàng Liên, khai đuốc huệ, khai diền Âu Lạc, khai phép triều, tuồng hát Phật xưa, khai bầu nguyên khí đại thừa, khai bầu quyết quản văn đưa phép triều, khắp thế giới, khai bầu quyết quản văn đưa phép trình khắp thế giới, thiên tinh rồng lộ, rồng cung đình hội ngộ trần gian, nơi đền Ấn Quốc Phú An, hồn thiên trăm họ hồng bàn hội đây, hội hòa phép rồng mây cứu thế, cứu sơn hà bệnh ế trái châu. Này hai cái luôn. Cái này cây cân thiên định. Càng khôn, cân càng khôn á. Phân chia ranh giới. Tà môn chánh đàn. Ai tà môn, ai chánh đàn phải phân chia ra. Đời cùng tai nạn phủ văn, Ngũ Long công chúa tài năng phép màu. Trung Quốc gánh chịu nạn sầu, tổn thương dân chúng Bạch Hầu phát ra. Thì đó, Trung Quốc gánh chịu nặng sầu đó, tổn thương dân chúng đó, Bạch Hầu phát ra đủ nạn hết. Hiếp Việt Nam Ngọc Tòa phân xử, phạt cho nhìn văn tự để trao. Nước nào cải lệnh trời cao thì là phải chịu máu đào đổ tuôn. Ngồi bút phép khai tuồng quỳnh đế, rồng về đền biến thể châu di. Sắc dương đà lộ thiên kỳ, thiên rồng châu đảo bút ghi phép trình. Phép Ngũ Long khai sinh lục địa, phạt cho trần khiếp vía hồn kinh. Nước nào hà hiếp dân tình, của nước Nam Việt phải nhìn Phật dương. Vua Hồ Bác về trường lập phép, tâm hòa đồng dọn dẹp tà gian, tình thương ban rãi khắp đàn. Mong cho khắp cả bốn phan yên bình, lo học phép giữ gìn đất nước. Kỳ ba này thoát được can nguy, lành còn giữ chịu lực thì, thiên đà phạt xử tội ni đành rành. Cái phép của Thiên Nga nè. Thiên Nga xuống thế phép rồng, cứu cho châu đảo, thủy hồng vượt qua,
này bồ đào, châu chấu, phép rồng. Thì bởi vì các con vật nó cũng có phép rồng á. Bay cao lượng thấp mà cứu hồng chúng sanh. Kỷ 21, trời xanh thiên tạo, nước năm kỳ, gia bảo kinh thư, gươm rồng xuất thế diệt trừ, trừ tà lập chánh, công tư phân rành, bài toán đố, ghi danh thanh sử, ai là người phận sự phải lo, giải ra đáp số hở trò, xem ai kỳ cuối lo cho sơn hà, thầy với bác kỳ ba lo lập, lập phép rồng thu thập tà tinh, trời hành phạt kẻ vô tình, tạo mầm vũ khí bất minh hại đời. 24 cha trời mẹ đất đem quyền linh điển Phật Quỳnh Long để hòa thế giới cộng đồng, kinh thư giải hóa bất công cho đời, ngồi bút phép bài phơ sự thiệt, người tri tầm rõ diệt hậu lai, tới kỳ sấm trạng cung khai, nhân tài đủ trí tri bài thiên cơ thiên, giúp bá tánh khỏi diền tai họa, diệt thiên cơ bút tỏ thành lời, cho đời biết việc của trời, tới ngày ngọc đế cõi đời sự phân, Phật bút phép hồng trần cứu độ, cho nhân loài còn chỗ nương thân, thương người biết đạo hiểu, biết đạo hiền nhân, thương người biết nghĩa quân thần tối trung, Phật thương xót giả hùng giả dại, làm tế điên chẳng ngại thân danh, mong sao bá tánh hiền lành, làm lành bỏ dữ thiện hành lực thiên, tuân quốc pháp lời truyền Hồ Bác Hồ Chí Minh, Phật hạt Bồ Đề, bác gieo giống thiện bốn bề, trồng người tài trí giải mê cho đời, cùng Quỳnh Long hồn thờ lai đáo, đủ phép màu chuyển đảo trần gian, hồn thơ khai bút lời vàng, đem trình các cấp cơ quan chánh quyền, nhờ người trí đảng thiên cách mạng, sớm tri dùm sấm trạng kỳ ba, ngọc bích cõi thế thay cha, lo cho thế giới cửa nhà nát tan. Cái này cây hoa đá. Dạ. Châu đảo. Đẹp quá. Rồng thiên. Ngũ Long công chúa về miền. Hôm nay nè, gọi cái gươm rồng luôn đi. Cái này cái gươm á. Gươm rồng xuất thế trừ gian, xử cho kẻ bạo mà chánh đàn mới thôi, chừng nào mà hết tà lập chánh mới thôi, xử hoài. Dạ. Kỷ 21 thiên hoàng định diệt ban kim thiên, ngoài giết phản hồi, người xưa đáo thế lập ngôi, lập đền ấn quốc quy hồi, tổ tông quy trăm họ nhà rồng Âu Lạc, cội Bồ Đề truyền đạt kinh thư, năm trăm năm còn chứng từ, Quỳnh Long Phật có chứng thư kỳ đồ, đất An Giang xây mồ dựng nghiệp, lập đền trào bước tiếp hậu lai, thất sơn ngọn nến Phật đài, bảo giang tử sức đền nay lộ hình, kỷ 21 tái sinh nguồn cội, giống tiên rồng chuyển đổi cơ thiên, kỳ đồ thái ất chân truyền, ngọc bích nay được nhân duyên tổ thầy, ban ngòi bút phép hay phép lạ, vẽ ảnh hình chuyển hóa khắp nơi, nối liền cực điển dẫn thời, người trần lại giới, người trời liên nhau để kết hợp phép trào lục nước, trừ gian tà mưu trước quả gây, bánh xe lịch sử xây tròn, toàn cầu chung một mà lầu son tổ thầy nè, bánh xe lịch sử. Bánh xe. Ngon. Hai cái hình
Kim thiên ngọc bích đảo hòn, ngoài nghiêng lặp lại gia son cung đình. Tự nhiên vẽ xong rồi không biết sao mình thấy mình vẽ hay quá cô hai. Hồ lô chứa đựng thiên tình, bàn tay chữ ấn là giữ gìn trái châu. Bàn tay vẽ cái chữ ấn giữ gìn trái châu. Này ép hơ giữ dư khí tạo thành, trái đất biến động tung hoành đảo châu. 24 rồng chầu thánh địa, dùng phép màu bốn phía, rồng thiên bốn phía, rồng thâu chất độc khí bầu, dư hơi khí thải hoàn cầu chuyển xây. Nếu không giải từ đây quỷ hoại, trái đất này tồn tại được chăng? Ngũ Long công chúa tài năng, phép rồng châu đảo bổ dân tứ bề, giải bớt nạn sắp kề bá tánh, không nước nào né tránh luật thiên. Thiên đình hoạch định giáp niên, phép rồng đủ bộ ấn biên cứu đời. Giặc thiên tạo khắp nơi tàn phá, giặc nhân gây thảm họa chiến trường. Giặc thiên giặc địa bốn phương, hỡi người mau khá nhịn nhường. Trời thiên cầu xin ông giải phiền nhân loại, nước Nam còn tồn tại bình yên. Phạt cho các nước bạo quyền, vũ khí chế tạo khó yên nặng trời. Phạt cho chúng thức thời tỉnh ngộ, chống đối trời không chỗ nương thân. Nhìn đời thấy bắt ngán ngần, ngán cho trần hạ phong thần chuyển xây. Ảnh hưởng tới hai lây sao chổi, quả địa cầu mòn khối vỏ bao. Vỏ bao chổi quét mòn hao, mỗi lần va chạm tế bào mòn đi. Từ đây chịu căn nguy rình rập, Phật thương trần mở nắp đền đài. Lấy vật bửu bối cầm tay, cầm tay bửu bối giữ rài trái châu. Thất sơn chừng quá lầu non cấm, thì bá gia mới thấm lời vàng. Nói chung ở trên non cấm là đủ phép màu hết. Yeah. Mình phải dùng phép để mở cửa đền đài nè, lấy cái bửu bối. Yeah. Bởi đâu có ai biết mà nói đền đài lộ thiệt không mà nói chứ đâu có. Yeah. Lấy vật bửu bối cầm tay, cầm tay bửu bối giữ rài trái châu. Thất sơn chừng quá lầu non cấm, thì bá gia mới thấm lời vàng. Của khùng tại xứ Long Giang, điển ban sát nữ mới toàn kỳ ba. Nữ cho nữ có cha Long Gia Quỳnh Đế, mẹ Ngũ Tiên Ghi Đệ Hoàng Liên. Kim thiên ban trẻ nơi miền, hiệp đảng cách mạng phục yên sơn hà. Ngồi bút phép trừ tà lập chánh, giúp nước nhà bớt cảnh lầm than. Nè cái này ngon. Hồ lô châu đảo phép màu, thiên rồng châu đảo phép thâu địa hình. 12 hình luôn. 12 hình. Năm bà chúa đảo cõi đời tới ngày, rồng xuống hiệp thờ cứu châu. Việt Nam Phật quốc lầu vàng, Chí Minh Hồ Bác là trang anh hùng. Lực thiên định triều Trung nắm giữ, nhiều kỷ trào tiền sử còn ghi. Độc thân báo đáp nghĩa nghì, ngôi dương làm chủ đáo kỳ thi văn. Ông vua Phật tài năng đức độ, Ngọc Minh Đường bút lộ cứu châu. Phật Ngọc là bác kỷ đầu, thế kỷ 21 ra thâu binh quyền. Thâu binh quyền cứu yên bờ cõi, giống hồng bàng dòng dõi thúng nghiêu. Nói chứ ông Bác Hồ là ông vua Nghiêu hồi xưa đó.
Vô thứng vô nghiêu quá à. Vô thứng vô nghiêu tái dạ. Lại. Ông tới 6 kiếp rồi. Hồi xưa tới giờ. Để coi 6 kiếp là hồi ông Trạng tới giờ mới 6 kiếp. Còn hồi xưa nữa. Biết con mỗi người mình biết bao nhiêu kiếp ha. Nhiều kiếp lắm. Dạ. Phật Ngọc là bác kỵ đầu thế kỷ 21 ra thâu binh quyền. Thâu binh quyền cứu yên bờ cõi giống hồng bàng. Dòng dõi thấn nghiêu. Giống lành giống quý sử niêu. Kim kiều bộ đội Nam Triều Bắc Minh. Hồ Chí Minh thiên tình cao cả. Đem binh quyền giải quả chúng sanh. Vị vua Nam Quốc hiền lành. Hồng linh lai đáo bút danh phép màu. Vị Phật quốc toàn cầu kinh. Kính mến. Chuyển bút kỳ bầu nến thắp lên. Đuốc thiên soi lộ cung đền. Việt Nam có Phật lập nền tự do. Linh bộ đội hát hò cứu thế. Vua Bác Hồ chiếc ghế Minh Dương. Lấy hiệu là Ngọc Minh Đường. Kỳ ba tân kỷ lập trường quy binh. Ở cái này nói rõ nè. Như Bác Hồ là chiếc ghế Minh Dương. Lấy hiệu là Ngọc Minh Đường đó. Ở Bác Hồ một vị Phật Ngọc. Dạ. Lấy hiệu là Minh Đường đó. Gọi là Ngọc Minh Đường. Cũng là vua mà cũng là Trạng luôn đó. Bác yeah. cũng là Trạng nữa đó. Dạ. Kỳ ba tân kỷ lập trường quy binh khắp thế giới. Có linh Phật Ngọc, Phật Chí Minh thanh lọc chánh tà. Hồn linh bác dạo gần xa giữ cho quả địa kỳ ba được còn. Ban năm châu về hòn gặp bác. Bạn năm châu về hòn gặp bác. Bác hẹn chờ truyền đạt pháp minh cho khắp bá tánh sanh linh. Thương người đồng chí thiên tình bác trao. Bác nhiều kiếp ngự trào Nam Quốc. Còn kiếp này học Phật tu nhân. Kỷ mới đem phép về trần. Hiệp giới các vị Long Ân quốc trào. Hồn thiên bác điển trao ngọc bích. Cùng Long Gia truyền dịch linh đơn. Mong cho sanh chúng bỏ hờn, bỏ ganh, bỏ ghét, keo sơn gắn liền. Một đời một đạo mới yên, một thiền. Bác chở về miền Thượng Lai. Rồi lần ba hình nè. Dạ. Đảo hòn bao phủ phép đồng Ngũ Long công chúa. Tái phong giúp đời. Tinh rồng nè, cái này cái tinh, dạ. Tinh rồng. Tinh rồng châu đảo phép hòa, Cửu Long tiền sử Long Gia. Bút kỳ, hoa thiên rồng Ngũ Long công chúa, sức phép màu giữ của đảo châu. Đẹp ha? Dạ, đẹp quá chừng. Thiền không đái, bác nay làm chủ. Khải tân kỳ nhắn nhủ đạo đời. Khai tân kỳ nhắn nhủ đạo đời. Việt Nam có được người trời lập ngôi trần thế. Thế thời đâu hay. Đâu hay việc sắp bài ngọc đế. Lộ đền đài chiếc ghế Phật Dương. Kỷ 21 Phật Minh Đường. Minh Dương là bác mở trường quy binh. Bác có đủ thiên tình cao cả. Đức Quỳnh Long phò tá nghiệp trào. Chí Minh thiên tử ngôi cao. Trị vì thiên hạ tài hào trổ ra. Bác là Phật kỳ ba dạy đạo. Đem điển linh gỡ tháo gông cùm. Nước Nam hai vị họp xâm. Mong chờ đảng đạo tri dùm văn thơ. Gần mãn kỷ xuất tờ giáo án. Có ai đâu tường hãn việc gì. Việt Nam thiên tử hồi quy. Vua trời hồ bác tử di khai màn. Thiên khai màn gia can giờ đổi. Đạo với đời nông nổi chưa thông. Chí Minh cùng với giáo ông khai màn. Quy hết đại đồng thế gian. Về một góc hồng bàng Nam Việt. Cội bồ đề Phật thuyết kỳ ba.
quy tam thống nhất một nhà, một cha một mẹ, một tòa phổ thông. Tòa phổ thông giáo ông chỉ định tới ngày giờ khép kín tà gian, chánh tà trà trộn chưa an, sấm truyền thời đại ai màng để xem. Còn ẩn lớp lọ lem quả phép trời thúc ép tâm ma. Người trần không kể mẹ cha, không màng cội tổ, không nhà tựa nương. Tánh cao ngạo chừng dương khổ lụy, trời không dung ích kỷ tâm tà. Không duyên khó biết Phật gia, Phật nhà Nam Việt vua cha bác hồ. Nhờ ai được cơ đồ vững chắc, ai kỳ này dìu dắt về ngôi. Vô tâm khó được lai hồi, về ngôi Phật quốc đền bầu tổ tiên. Ba cái nữa nè. Phép rồng trổ lá bồ đài. Từ nay sẽ thấy thiên quay của trời. Đảo trong có phép thiên rồng, ngũ long công chúa, thần thông đẹp phép màu. Nghe cái bộ này phép sắc nét không à? Dạ. Đảo Châu có ấn thiên rồng, ngũ long công chúa, cơ đồng sắc trai. Mong con sáng suốt hiền lành, tâm thành yêu quý cao sanh tiền trào. Người xưa dung quén tạo đào, người nay chẳng kể trời cao luật hành. Đành phải phạt giữ lành cho biết, biết để xem có thiệt hay không. Ngũ long công chúa phép rồng, xem trong bá tánh thành lòng hay chăng. Kỷ 21 trời trăng Phật cứu, tổ tiên về hiện hữu trần gian. Cửu quyền phạt kẻ ngang tàn, phạt người được sống chẳng màng. Cố nhân người bỏ thân hồn thần trở lại, trở về đền kẻ dạy thấy đâu. Người khôn biết được lo âu, còn người dại dột câu mâu chẳng tùng. Vì bá tánh Phật khùng xuống thế, bị người trần khi dễ kể chi. Nhờ trên thiên định đúng kỳ, cho người thấy được việc ni của trời. Ngọc đế sắp người thờ nào rõ, đến chừng nào vào rõ mới hay. Không hay sao gọi là thầy, ông thầy non nước sơn tây lai hồi. Đem đuốc phép sáng soi trần hạ, mà hạ trần cảm hóa được đâu. Giao cho thiên bán phán thiên thâu, thiên chừa thiên diệt tùy âu luật trời. Không gian sinh không thời năn nỉ, xử hay tha tùy ý ông trời. Đà nửa thế kỷ mệt hơi, Quỳnh Long tại thế ai thờ biết đâu. Để thiên sử thiên thâu thiên khảo, cho hạ trần biết lão Quỳnh Long. Thương trần trần chẳng động lòng, trần bài đủ thứ bất công cho đời. Đời cùng mạc hạ đổi giờ, hành người giả thú đến thời, đối thời nghịch ngôn. Vô tâm khi thị khó tồn, theo tà phản phúc thiên tôn Phật đài. Thân danh ảnh hưởng quả tai, ác tâm gây quả kéo rài hiền nhân. Có tài vô đức khó sờn, đừng ỷ rồi ước gặp cơn não phiền. Nghe là ba cái nữa nè. Dạ. Ngay lần ba. Cái này là ba chị em bổ phép Sơn Hà, Ngọc Sòn, Bích Thủy, với mà Công Văn là ba chị em. Dạ. Cô hai, cô ba. Nhìn con tư lạ mà đẹp quá ha. Ừ.
rồi trang nữa hết rồi. Dạ. Hỡi người trọng bạc, khinh thiên, khinh trời xem trọng bạc tiền lợi danh. Đời giờ như sợi chỉ mành, nay vui sum họp, mai đành chia ly. Tranh nhau đấu khẩu được gì, hãy đem tài có mà thi với đời. Binh anh sắp trổ khắp nơi, kỷ niên 21 khó thờ trốn đâu. Tưởng Phật thì có Phật chầu, tưởng ma thì có ma hầu kế bên. Vào chùa giấy Phật nghe rền, ma rên ghi rõ họ tên khỏi nào. Làm điều không phải sống sao, vào chùa lại tượng tiền trao tha dùm. Phật quá đá họp sum đông đủ, để đón chờ hào phú đem dân. Làm lụng dành dụm đồng ngân, đem cho sư sãi khỏi mần có ăn. Chiến sĩ gia cảnh khó khăn, cả hồn lẫn xác nặng quằn hai vai. Lo cho cuộc thế đổi thay, đổi thay cuộc thế nặng tay liên hồi. Hồn thiên bộ đội về ngôi thế kỷ 21, Phật ngồi tại gia, tổ tiên cha mẹ ông bà, hồn thiên trở lại hiệp hòa cháu con. Kỳ ba cứu lấy đảo hòn, trả ân quốc tổ dấu son lưu dành. Tổ tiên vào tử ra sanh, ngày nay con cháu mới rành mới thông. Ông bà trước chẳng thành lòng, ngày nay con cháu đâu thông diệt triều, tâm nhân chẳng biết mến yêu. Thì cái này cũng như do cái đức phước của ông bà mình như có tu, thì ngày nay con cháu mới không có lu bu cái việc trần đó, hiểu biết cái gốc, thì về gốc được là mới có vui vẻ, mới có thanh thản được. Dạ. Nói theo khoa học chẳng nhìn cơ thiên, ỷ mình lắm của nhiều tiền, không cần nghĩ đến gia tiên ông bà. Ông bà nay trở về tòa, vô duyên sao thấy kỳ ba cõi đời. Thiên xây đủ thứ đổi giờ, con Phật Phật dắt rõ thời gốc căn. Con ma ma dắt đi phăng, không nguồn không cội đạo hằng vô môn. Làm sao thấy được thiên tôn, kỳ ba chuyển thế pháp ngôn phép màu. Người trần tâm quá hiểm sâu, nói sao cho hết những câu quan tình. Bởi người tâm bị vô minh, che mờ lý trí có nhìn thấy đâu. Cõi đời còn lắm bể dâu, chánh tà trà trộn khí bầu chưa trong. Cậy nhờ công chúa Ngũ Long, đem tài cứu lấy khắp dòng đảo châu. Phép rồng ngọc đế ban thâu, thâu hết tà khí toàn cầu mới yên. Thâu binh chống đối lực thiên, thâu binh tà dại làm phiền tổ tông. Ngũ Long công chúa thiên rồng, ban người trí đủ tinh thông phép giúp đời. Trần gian hiệp với người trời, đủ đầy pháp lý giúp đời kỳ ba. Thiên rồng bộ phép châu hòa, Long Hoa đại hội trổ tòa trung ương. Thì viết xong ngày 11 tháng 7 âm lịch 2014. À, đến đây xin hết bài. Nam mô Phật Quốc Đại Đồng Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con thay mặt khán giả cảm ơn cô Hai rất là nhiều, và con chúc cô Hai có sức khỏe để đọc cho bà con cô chú bác trong và ngoài nước nghe. Và kênh Tùng Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước, và hẹn cô chú ở clip sau ạ. Quên rồi mấy cái phép đi. Dạ. Đâu rồi. Dạ. Rồi hết rồi. Dạ. Yeah.